rất tốt. Rio Fami, đó là tấm thẻ vàng thứ hai của Jonathan Kennedy. Thẻ vàng thứ hai của Jonathan Kennedy. Sông kè Thông Trâm, cơ hội giao bàn đi. Thời điểm này, một ngày làm việc vất vả của các nhân viên an ninh, những người ở trên sân, đúng là nó vượt qua ngoài bóng đá. Thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ, một của Indonesia và một của Thái Lan. 4 tấm thẻ đỏ được rút ra và mỗi đội lãnh 2 thẻ. Nhưng chưa đâu, còn nữa. Trọng tài vẫn chưa xong trong việc rút ra những thẻ đỏ ở trong tình huống hỗn loạn vừa rồi. Một ngày làm việc thực sự vất vả với ban tổ chức, với các nhân viên an ninh, với tổ trọng tài. Johari rất tốt. Rio Fami, đó là tấm thẻ vàng thứ hai của Jonathan Kennedy. Thẻ vàng thứ hai của Jonathan Kennedy. Thêm một tình huống bất ngờ nữa của Thái Lan. Và có lẽ mọi thứ đang trở thành một cơn ác mộng. Nhưng tình huống này thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Một pha bóng xấu chơi. Jonathan Kennedy bị đuối sức và sau đó đá thẳng vào người của đối phương. Hai tấm thẻ đỏ được rút ra dành cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Và bây giờ họ chỉ còn chơi với 9 người. Trong bối cảnh mà họ đang bị dẫn trước. Một ngày mà Jonathan Kennedy, Song Jae Thom Cham đánh mất chính mình. Một quả đá phạt. Thẻ cho Thirasat Phovimai. Và đó là thẻ thứ hai, thẻ vàng thứ hai. Đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ. Trận đấu quá đáng quên của các cầu thủ Thái Lan. Họ bị đuổi đến 3 người, 2 cầu thủ, 1 thủ môn.